Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sau dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Á Châu ACB, màn thể hiện âm nhạc vũ đạo của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gây sốt mạng xã hội. Từ khóa Trần Hùng Huy có thời điểm đứng đầu top xu hướng của công cụ tìm kiếm phổ biến nhất Việt Nam Google. Từ khóa ACB cũng đứng ở vị trí thứ 3. Trên sàn chứng khoán, cùng với đà khởi sắc của nhóm ngân hàng, ACB gần đây giao dịch khá tích cực. Tuy nhiên, so với các mã cùng ngành, đà tăng của ACB có phần lép vế. ACB đóng cửa phiên hôm nay tăng 0,2% lên 21.800 đồng một cổ phiếu, thấp nhất nhóm ngân hàng. Tuần qua, ACB chỉ tăng 3,6%. Điểm bất ngờ tại ACB là giao dịch khối tự doanh. Phiên 5 tháng 6, ACB là cổ phiếu được tự doanh mua ròng mạnh nhất, giá trị 44,39 tỷ đồng. Chủ tịch Trần Hùng Huy hiện đang nắm giữ 115,73 triệu cổ phiếu ACB. Tính theo thị hiện hành, giá trị số cổ phiếu trên khoảng 2.500 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, quý 1 năm nay, ACB lãi trước thuế hơn 5.156 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp ACB lọt nhóm 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất quý 1. Xét về quy mô tài sản, ACB cũng nằm trong top 10. Đến hết năm 2022, tài sản của ACB khoảng 608.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của phiên giao dịch hôm nay phải là diễn biến của nhóm chứng khoán. VND tăng trần, SSI tăng 4,4%, cùng loạt nhóm dẫn dắt thị trường. Giao dịch của hai cổ phiếu này đặc biệt sôi động. VND thanh khoản gần 980 tỷ đồng, SSI là 844 tỷ đồng. Đây lần lượt là giá trị giao dịch cao nhất nhì toàn sàn, cách biệt rõ rệt so với các mã xếp sau. Bên cạnh đó, giao dịch của nhóm bất động sản xây dựng cũng khởi sắc trở lại. Sắc xanh bao phủ DIG, KBC, DHG, VCG, NVL, LCG, BDR. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 10,49 điểm, 0,96% lên 1.108,31 điểm. HNX Index tăng 2,16 điểm, 0,95% lên 228,72 điểm. Upcom Index tăng 0,32 điểm, 0,38% lên 84,43 điểm. Thanh khoản đi xuống, giá trị khớp lệnh HOSE giảm còn 14.600 tỷ đồng. Điểm tích cực là khối ngoại chấm dứt bán ròng, giá trị mua ròng hôm nay 22,3 tỷ đồng, tập trung vào SSI, VND. Những ngày qua, Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy là cái tên đang gây bão trên mạng xã hội sau đêm gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng ACB, với hình ảnh vừa đàn, hát, vừa thể hiện vũ đạo trên sân khấu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Vừa trình diễn tự đàn piano, tự hát và nhảy dưới mưa, cùng dàn vũ công đã phủ sóng khắp mạng xã hội từ Facebook đến TikTok. Theo thống kê của UNES Social Trend, màn trình diễn gây sốt của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ trước, tính tới 13 giờ ngày 6 tháng 6, 2023. Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978 là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng, một đại gia ngân hàng kỳ cựu và là một trong những người sáng lập ngân hàng ACB. Ông giữ chức Chủ tịch ACB từ tháng 9, 2012 khi mới 34 tuổi và đảm nhiệm vị trí này trong hơn 10 năm qua. Chủ tịch ACB tốt nghiệp cử nhân với 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2002 tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ. Năm 2011, ông nhận học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ. Không chỉ có ngoại hình điển trai và học vấn khủng, ông Trần Hùng Huy còn là một trong 40 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Báo cáo của ACB cho biết, tính đến cuối năm 2022, ông Huy sở hữu hơn 115,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,43% vốn ngân hàng. Con số này không thay đổi đến thời điểm ACB chốt quyền trả cổ tức. Vừa qua, ACB đã tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 2 tháng 6 để chia cổ tức với tổng tỷ lệ 25%, trong đó ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, và cổ tức bằng cổ phiếu là 15%, sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Với lượng lớn cổ phiếu nắm giữ, Chủ tịch Trần Hùng Huy sẽ được phân phối số tiền mặt lên tới hơn 115,7 tỷ đồng cùng với gần 17,4 triệu cổ phiếu mới. Sau khi chia cổ tức, tổng lượng cổ phiếu ACB do ông Trần Hùng Huy sở hữu sẽ tăng lên hơn 133 triệu đơn vị. Ước tính theo mức giá đóng cửa ngày 6 tháng 6, số cổ phiếu ACB do Chủ tịch Trần Hùng Huy nắm giữ có giá trị hơn 2.900 tỷ đồng. Theo dữ liệu của chúng tôi, với khối tài sản này, ông Trần Hùng Huy đang là người giàu thứ 40 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, nhiều người thân của Chủ tịch ACB cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ACB, trong đó bà Đặng Thu Thủy, mẹ ông Huy, hiện sở hữu 40,3 triệu cổ phiếu ACB, cùng hơn 6 triệu cổ phiếu được trả cổ tức đang chờ về tài khoản. Bên cạnh sở hữu cá nhân, các doanh nghiệp liên quan đến ông Huy và gia đình
cũng sở hữu lượng cổ phiếu ACB trị giá hàng nghìn tỷ đồng, như công ty cổ phần đầu tư thương mại Giang Sen 60,7 triệu cổ phiếu trước chia cổ tức, công ty cổ phần đầu tư thương mại Vân Môn 33,6 triệu cổ phiếu trước chia cổ tức, công ty cổ phần đầu tư thương mại Bách Thành 42,3 triệu cổ phiếu trước chia cổ tức. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận Vietcombank thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Từ nguồn lợi nhuận còn lại, năm 2019-2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2021-2023. Theo đề xuất, Agribank được đầu tư vốn bổ sung điều lệ với số tiền 17.100 tỷ đồng, lớn hơn mức vốn của dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Luật Đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Vốn bổ sung cho ngân hàng này sẽ lấy từ dự toán chi ngân sách trung ương 2023 đã được Quốc hội phê duyệt 6.753 tỷ đồng. Phần còn lại 10.347 tỷ đồng bố trí từ ngân sách nhà nước và thực hiện chuyển cấp trong 2024. Vốn điều lệ của Agribank đạt gần 34.330 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Như vậy, nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý, vốn của Agribank sẽ tăng lên khoảng 51.430 tỷ đồng. BIDV cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 61.557 tỷ đồng trong năm 2023 theo hai đợt phát hành cổ phiếu. Ngoài ra, ngân hàng này cũng dự kiến dùng 11.634 tỷ đồng lợi nhuận để lại năm 2022 để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 23% so với vốn điều lệ tại ngày 31 tháng 12, 2022. Đại hội đồng cổ đông của Vietinbank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2023. Nếu các kế hoạch tăng vốn thành công, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ 48.058 tỷ đồng lên 66.030 tỷ đồng. Như vậy, các phương án tăng vốn điều lệ nếu được thực hiện thành công, vốn điều lệ của nhóm Big Four sẽ tăng mạnh trong năm nay. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ đối với 21 ngân hàng gồm VPBank, HDBank, MB, CBank, ACB, VIB, DBBank, Liên Việt Postbank, Bắc Á Bank, Việt Á Bank, Nam Á Bank, Việt Bank, Techcombank, Eximbank, OCB, ABBank, SHB, Việt Capital Bank, MSB, NCB và Kiên Long Bank. Việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng này chủ yếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Tại Đại hội Cổ đông vừa qua, các ngân hàng đều đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay với những phương án khác nhau. Riêng MSB đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu thưởng cho người lao động. Hiện đã có 25 ngân hàng đủ điều kiện tăng vốn điều lệ trong thời gian tới. Tổng vốn điều lệ hiện hơn 590.000 tỷ đồng. Sau khi tăng, tổng vốn điều lệ mới lên đến hơn 743.000 tỷ đồng. VPBank đang là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, hơn 67.000 tỷ đồng. Ngay cả khi các ngân hàng cùng tăng vốn điều lệ, VPBank cũng sẽ vẫn dẫn đầu với vốn điều lệ mới là hơn 79.000 tỷ đồng. Năm 2022, không có nhiều ngân hàng hoàn thành kế hoạch tăng vốn, chỉ có 15 trong 27 ngân hàng tăng vốn điều lệ. Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, chỉ có Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm 28%, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân bình quân tăng trưởng khoảng 21%, năm 2021 là 25%. Trong năm nay, phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến trên thị trường chứng khoán, trong khi thị trường chứng khoán gần đây không mấy thuận lợi, do đó thách thức tăng vốn hiện nay với các ngân hàng là không nhỏ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.